Khi review sau 4 năm, DCT thông báo lần cuối. Khi review sau 4 năm, DCT thông báo lần cuối. Khi review sau 4 năm, DCT thông báo lần cuối. Jackie, sao hả? Tìm được khách chưa? Tôi vừa mới trao đổi với người dẫn đoàn. Người đó nói với tôi, thì ra từ đầu người khách đó đã nói là xuống máy bay sẽ đi mua sắm. Cho nên tôi định tới cửa hàng coi thử. Cô cũng đi theo tôi đi. Có lẽ là cổ. Chào cô, cho hỏi cô có phải là cô Diêu Thục Hiền không? Đúng rồi, có gì không? Chuyến bay quá cảnh đi Sydney khi Y645 đã thông báo lần cuối. Cô phải tranh thủ tới đó. Ok, tôi coi luôn đôi giày mua xong sẽ đi ngay. Xin lỗi nha, tôi muốn hỏi có phải chỉ còn màu này không? Ai dạ không, bên kia còn nhiều mẫu cô lắm. Cô Diêu à, xin lỗi nha. Máy bay không đợi ai đâu, nhất định phải cất cánh đúng giờ. Đợi thêm vài phút, nhanh thôi mà. Tôi chọn xong sẽ đi ngay. Công ty hàng không không vì lý do cá nhân của hành khách để trì hoãn giờ bay đâu. Hay là vậy đi, cô tiếp tục chọn, tôi sẽ rút hành lý của cô trên máy bay xuống. Nhưng mà chuyến tiếp theo nhanh nhất là tối nay mới có thể sắp xếp cho cô. Tối nay? Jessie, kêu đồng nghiệp rút hành lý của cô ra đi. Khỏi. Bây giờ tôi đi theo cô ngay. Xin lỗi nha, tôi phải lên máy bay, tôi không mua nữa. Dạ không, thành vấn đề. Cô có thể theo đồng nghiệp của tôi tới cửa lên. Được. Lên này. Cảm ơn. Alo Ellen, tìm được khách rồi. Jessie đang đưa cổ tới. Nè, đoạn này là lời nói của Chủ tịch Tổng Hiệp hội Lãnh đạo Ngành Hàng không Quốc tế đó. Cho mọi người coi là muốn mọi người biết. Mọi người không chọn nhầm. Trụ cột phát triển của ngành hàng không trong tương lai. Đừng ngồi ở đây. Và nơi này, một trong những sân bay bận rộn nhất trên thế giới, sân bay quốc tế Hồng Kông, chính là sân khấu biểu diễn của mọi người. Có tuyệt không? Tuyệt. Nhưng trước khi tuyệt, tôi muốn hỏi mọi người một câu. Có ai biết lượng hành khách và lượng hàng hóa hàng năm của sân bay chúng ta là bao nhiêu không? Lượng hành khách là 71.500.000 lượt người, còn lượng hàng hóa có thể đạt tới 4,8 triệu tấn. Nhưng mà dự kiến sau khi vận hành hệ thống đường băng số 3 xong, thì sân bay quốc tế Hồng Kông sẽ có khả năng xử lý 120 triệu lượt hành khách, còn lượng hàng hóa cũng có thể đạt tới 10 triệu tấn. Chuẩn bị kỹ lưỡng lắm. Vậy cậu có biết sau khi xây xong đường băng số 3, hướng phát triển trong tương lai ở đâu không chứ? Tôi có coi bài phỏng vấn của Chủ tịch Tổng. Ông nói ngoài việc sân bay có nhiệm vụ trọng tâm ra, sau này cũng sẽ phát triển thêm khái niệm thành phố sân bay. Đến lúc đó sân bay không chỉ là cánh cửa ra vào Hồng Kông, mà còn trở thành một điểm đến có rất nhiều điểm tham quan. Cậu rành hơn tôi. Cậu tên là... Quang Vũ An. Tôi lớn lên ở Cửu Long Thành. Lúc nhỏ anh hai của tôi thường đưa tôi lên sân thượng ngắm máy bay. Cho nên tôi thường nói với bản thân, sau này lớn lên nhất định phải làm việc trong sân bay. Hy vọng có thể tiếp xúc máy bay ở khoảng cách gần. Cậu ở Úc về có phải không? Sân bay Khải Đức dọn đến Xích Liệp Giác năm thứ 3. Tôi đã cùng má bay đi Úc rồi. Sau khi tốt nghiệp ở bên đó làm việc được mấy năm, năm nay quay về đây thì tham gia vào học viện hàng không. Hy vọng có thể hoàn thành được ước mơ được làm trong sân bay của tôi. Là sân bay có rất nhiều vị trí, cậu có định làm ở vị trí nào không? Có bao giờ nghe Trung tâm Điều khiển Trung ương IAC không? Anh Dĩ, hôm nay chúng ta tới dạy học. Học viên muốn làm việc ở vị trí nào chẳng phải nên giao lại cho họ tự quyết định sao? Anh chỉ hỏi thôi, anh không có nói để cô ta vào IAC. Nè, IAC á, là đại não của sân bay, phụ trách liên kết với bộ phận khác nhau, xử lý rất nhiều vấn đề đột xuất. Em muốn làm airfield, bởi vì sân đậu máy bay mới là nơi gần máy bay nhất. Không ngờ cậu muốn làm airfield. Tôi có người bạn phụ trách sân đậu máy bay, có cơ hội giới thiệu cho cậu biết. Hay lắm. Anh Dương, em nghĩ chắc chắn anh đã quên mất chủ đề hôm nay của chúng ta nói về cái gì. Không sao, để em nhắc anh. Terminal Operation and Manager. Cho họ anh bắt đầu vào đề chưa? Em nói nữa, tiếc thì em làm. Được, quên là chủ đề hôm nay. Vận hành và quản lý tòa nhà hành khách. Có ai từng nghe thế nào là 6 yếu tố quản lý chính không?